Thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với phần tổng kết trao giải thưởng cho các đội tại Liên hoan Hợp xướng lần 2 năm 2015, thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần biểu diễn của một trong hai đội xuất sắc nhất của Liên hoan Hợp xướng lần thứ nhất năm 2013. Và ngày hôm nay các bạn sẽ gửi đến chúng ta một sáng tác rất ý nghĩa được mang tên Mẹ, thơ Đoàn Ngọc Thu, sáng tác Phan Long, nhạc Phan Long, hòa âm giáo sư tiến sĩ Ly, lĩnh xướng Hạnh Vi, chỉ huy Hương Giang. Và chúng ta sẽ đến với bài hát này với hơn 150 giáo viên liên trường ngoại ngữ với ban hợp xướng Tiến Long. Cuộc đời cho đi bộ đội, qua về cho mẹ là mái tóc pha sương, là những vết thương trên ngực cha. Cứ chờ gió lại đau nhức nhối, chiếc ba lô gió sương đã gọi, ra tay cha tặng mẹ chỉ thế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cảm ơn ban hợp xướng Tiến Long với một tiết mục rất ý nghĩa vừa rồi.